luôn công tác gật đầu, gần như cam vắt từng câu, mà hay là chắc cân nhắc buổi chuyện mai gấp. Let's go. Cỡ 10 năm trước nghe tôi thấy chị tôi lột á, ta nói cực khổ lắm nha mấy bà. Phải tho nước lọt lên rất là hôi mà phải mặc áo mưa nè, chùm mũ, ta nói nhìn mà lột đâu có được mảnh dày và to. Còn ngày nay nó... Đây là hũ siêu tẩy bên nhà em nha mấy chị. Nó giúp da của mấy chị là tông vàng nó sẽ lên tông trắng bạch. Còn nếu mà da ngâm đen thì nó sẽ lên tông vàng từ từ. Chị em lưu ý trước khi sử dụng dòng kem siêu tẩy này nha. Nó là rất là nhanh luôn. Từ 3 đến 4 ngày là da của mình đã thấy. Bằng luôn công tác gật đầu, gần như cam vắt từng câu, mà hay là chắc cân nhắc buổi chuyện mai gấp. Let's go. Chắp tay vô đây nào đây cần rap, chắp tay lên tay vô đây làm nhạc, chắp tay đâu đây old school hay trap, chắp tay choose you càng gật gật. Suy nghĩ đất đâu cần phải so tài, nói đúng tới chất đâu cần hát cho dài. Có một điều thật đừng nói gì mà làm sai, thế giờ có mặt để giới thiệu mình là ai. Em ở đâu đây không biết, ai ở đây mau lên tiếng, anh đang quăng cho cây viết, đắp ở đâu ra on. Kem trộn mà là hàng dởm. Dởm thì cô không tới lượt bạn comment đâu he. Dạ thích giùm mình có kem gì mà không trộn. Điều là tôi trộn mà tôi trộn ở nhà. Kem công ty thì nó cũng trộn thôi. Trộn bằng cái má có quy mô lớn. Tôi trộn bằng tay. Trộn bằng tay cũng đẹp vậy. Quan trọng ở chỗ xài trắng hay không. Chưa thấy ai xài kem trộn mà bị hư da hết trơn. Đây trắng là vitamin luôn. Kích trắng khử thâm minh mình nha. Bà nào da thâm sạm không điều màu, thâm do côn trùng cắn nè, da khô da bị lờn kem thì mua cái này về mix với kem cho tôi nha. Hoặc sử dụng riêng vẫn được nha mọi người. Này tôi có bán lẻ và xỉ luôn nha. Từ nửa ký và một ký nha mọi người. Trắng rất là mạnh luôn. Hai mấy chị thì ngoài cái chất kem hóc có bạch collagen độc quyền 3 tầng bên nhà em á, thì đây là cái chất kem body bạch tạng truyền thống bên em nha. Cái chất kem này á là em làm chuẩn đét từ phôi kem mặt luôn, thêm dưỡng ẩm, kích trắng, lotion các thứ. Trộn đều lên thì sẽ cho ra một cái hỗn hợp kem body bạch tạng mềm mịn, thấm, thơm, dễ thoa nha. Mặc dù kem hóc cốt bạch 3 tầng bên nhà em á đang làm mưa làm gió trên thị trường, nhưng mà cái chất kem body bạch tạng này nè luôn giữ vững được phong độ của mình. Cái chất kem lợn cận hộp á không lẫn vào đâu được, không thể nào nhầm lẫn với kem da. Như bầu chiều đắm với ánh mắt của nàng, vội kìm nén với cảm xúc ngỡ ngàng, và rồi lại nhớ tới ký ức của mình nên thôi không cần phải yêu. Chỉ cần là nhìn thấy thế cũng đã đủ rồi, còn một hàng ghế chắc cũng đã đủ ngồi. Anh ngẩn ngơ cơn mơ, đã chỉ là giấc mơ. Đây là cái chất kem cốt ủ mạnh bên nhà em là 100% từ thành phần là cốt mặt, là kem mặt, kem thái chuẩn 100% hết. Một combo 250g em bán giá 199.000, em miễn phí ship cho mấy chị. Đây là collagen tươi mình nha các bạn, một hũ gì là nửa ký á, 100.000 thôi. Cái chất collagen tươi thì nó cấp ẩm và làm trắng da của mình, bật tông rất là mạnh luôn nha. Hàng nhà em là hàng đạt loại 1, mấy chị sử dụng mấy chị sẽ thấy khác với những hàng loại rẻ trên thị trường. Trắng rất là nhanh trên da mình. Mới có mấy đêm mà nhìn nhan sắc của tôi tàn tạ, nhìn không ra luôn, mụn mẹ, mụn cha, mụn con gì nó lên thấy ham luôn. Tiếp tục công việc của tôi là trộn cho mướn nha, nó chơi thôi. Chứ là tôi trộn dùm chị khách, chứ sợ là chứ trộn không điều tai, sức không im. Cho nên ba mượn tôi làm dùm luôn. Bạn 749 trực tiếp tại chỗ cho bà thấy luôn nè. Đó, nhớ là khuấy đều mịn màng kem mình hả thôi nha chị em. Test tại chỗ cho bà luôn. Chỉ cần phổ nhẹ này chắc kem thấm rồi. Đặc biệt không biết trích kháng nước cực cao nha. Phiên bản giới hạn sắp kết thúc chương trình tri ân rồi nha mấy bà đẹp của tôi ơi. Hộp nửa ký, giá siêu rẻ, kèm quà siêu độc đáo luôn. Tôi nói á, tôi bán là có 102 trên thị trường này luôn mấy bà. Vừa bán rẻ, vừa kèm quà, vừa miễn phí ship. Cập nhật tình hình thời tiết hôm nay là đơn đi toàn là nửa ký không mà nha mấy bà. Bởi tôi nói rồi, tôi báo giá nửa ký một cái là mấy bà hốt toàn là hộp nửa ký không luôn. Cái giá quá là sinh viên luôn mà. Mà một hộp nửa ký là xài tầm 4 tháng mấy bà mới hết một hộp. Dưỡng Tết là bao luôn. Bà hết xài kem công ty
thì cứ việc xài đi, chứ còn tôi là muôn năm vẫn thích kem trộn nhất nha. 10 công ty thì hết 9 công ty là sử dụng cái chất kem này rồi, đa số là vậy á. Nhìn chất kem nào biết không có miếng cốt nào luôn, rồi toàn là ba cái lotion nước thôi. Vitamin E, vitamin E, muôn đời nước thì luôn luôn phải thấm vô da rồi. Ngày trước á, trộn tay thì nói sợ nó không mịn, bây giờ là tôi sắm máy rồi trộn kem cho mấy bà xài luôn nè. Bà nào mà sợ về trộn không đều tay, trộn nó quýnh cục thì cứ nói tiếng chị ơi trộn sẵn cho em là ok, tôi trộn bằng máy là nó bao mịn luôn mấy bà, ho tới đâu là thấm tới đó. Cho nên á, mua kem nhà tôi đừng có sợ tình trạng mà bé trích hay lộ phân kem gì hết trơn nghe, tôi bao hết cho mấy bà luôn, bao trắng luôn nha.